chỉ nôn véo vôn ngọn tre cắn màu son áo màu hồng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được ngày vui. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Xem mới cưới nhau rồi, mình phải kiếm lấy cô vợ để cưới thôi. Chứ đêm là nằm không thế này buồn lắm. Rồi ôi, phải kiếm cô vợ để ôm thôi bác ơi. Ôi rồi, cưới vui quá. Ôi rồi, nhưng mà cái cỡ chú rể không đẹp trai bằng tôi. Tôi nhìn ngon dài hơn. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con con ý trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Ôi rồi à, cô dâu nhà ai mà đẹp thế quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngô hay có con lợn quay lợn sao mà nó đầy to thế này. Câu ăn thế này thì cả làng đấy, cả xã nhà mình ăn ngôi ngày cưới. Trông thật hay, trông thật cười. Ra mà xem mới thấy được. Ra xem nào bà con. Nhưng cũng đã minh chứng là hạnh phúc của họ đã sọt dẹp với nhau. Xin mời anh Minh nhường lại cho cô dâu và chú rể. Đây là rượu của cô dâu và chú rể, không phải rượu của anh Hạnh đó. Xin mời cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời chú rể và cô dâu, chúng ta hãy nắm tay nhau. Với này những người điều xung quanh của mình, các anh chào mừng các người đã bắt đầu và xin mời nhà chị Nguyễn, nhà quay phim. Chúng ta hãy đi tuổi thân quan trọng này. Mình hạnh phúc của mình và kính để tất cả những người chứng kiến trong thời khắc này. Trân trọng những người cô dâu hãy bước sang một bước để người có một chú rể. Và trân trọng những người chú rể hãy dùng những rượu kia để mời người gì thân thương của mẹ cô dâu đã sinh ra để con dâu xinh đẹp này. Xin mời. Và bây giờ chúng tôi trân trọng những người cô dâu và chú rể hãy chuẩn bị nhìn vào nhau để thử các đối tượng trong tay được sự minh chứng của hai gia đình trong cuộc hôm nay. Và mắt nhìn mắt, tay nắm tay để chuẩn bị diễn ra thời khắc quan trọng này. Và tất cả quý vị chúng ta hãy đến 1, 2, 3. Xin mời con dâu và chú rể đến điểm giao môi. Và xin mời hai gia đình hãy chuẩn bị điểm chú rể và con dâu để đây là đoàn kết của tình thân gian với tình
này. À, xin mời tất cả quý vị chúng ta đã được chứng kiến thời khắc này. Vâng, xin mời số là chúng ta để gì của chúng ta hãy cho đi. Vâng, bốn cảm ơn. Chúng ta sẽ bắt đầu với đồng người tổ chức bầu giúp công nhân dân này. Và cuộc sự đồng hồ của mọi người chúng ta cũng như thế nào. Và cũng để quay lại một sự kiện cũng rất đặc biệt tại bữa cho chương trình này, đó là thời khắc chú rể và cô dâu họ sẽ trao kỷ vật cho nhau trong cuộc hôn nay. Vì người ta bảo rằng nhẫn trao nhau thì chú rể từ đây tình chồng nghĩa vợ không ngày nào khoai. Giờ phút này chúng tôi tân đọc kính mời đôi bạn trẻ chuẩn bị trao kỷ vật cho nhau trước sự chứng kiến của quan viên, đặc biệt có hai gia đình đã có mặt tại sân khấu của các bạn trẻ. Để cho tất cả những người gia đình của những nhà quay phim, chúng ta hãy đi thể thủ dụng rất hết sức quan trọng này đầy đủ cho chương trình như thế này. À, xin mời cô dâu và chú rể hãy chuẩn bị cho cặp đẹp của mình. Và anh sẽ là người ta xin mời chú rể đầy vào người nhà và những đứa trẻ. Và bây giờ xin mời chú rể cô dâu bên đó lại cho những người yêu thương chú rể dành vào. Và xin mời các chú ảnh gia những nhà quay camera chuyên nghiệp chúng ta hãy cài cho mình thật là kỳ lương tại những phút đăng quang của cô dâu chú rể trong buổi tối nay. Xin mời bố chú rể và dì của cô dâu bước về chỗ của mình và xin mời cô dâu và chú rể hãy ngồi nguyên vị trí của mình sau cuộc. Xin được gửi thầy có thể hỗ trợ người ta một ca khúc động tác từ đề thất tình của đủ. Xin cảm ơn người.